Chào cô chú anh chị và các cháu, hôm nay mình đến bến xe Ốc Eo. Xe đang chạy ra đó, bên hông thì có cái chợ cặp bến xe Ốc Eo, bên phải đó, xe Hủ Chí đang ra đó cô chú. Trước đây có cô đang bán chùm chơm và xoài luôn. Chuối nướng luôn, bán chuối nướng luôn cô chú ạ. Đây bánh xe khách Ốc Eo, này là Minh Anh, xe Minh Anh đang trước đó, bà con đang xuống đó. Rồi mình sẽ đi tiếp theo qua bên chợ cặp bên bến xe Ốc Eo nghe cô chú. Trước có dì đang mua, có bán dưa hấu, dì đang mua ổi. Cháu bán củ sắn cháu. Củ sắn ngon quá, mình cân lại mình bán đó ha cháu. Đâu có, của nhà. Của nhà hả? Trồng hay vậy hả? À, trồng tốt quá nè cô chú, củ bự quá nè. Tại nay thấy giống do hồi xưa. Trồng nhiều không cháu? Dạ, có 2 công đất hả? 2 công đất hả? 2 công đất trồng hết luôn hả? Dạ. À, cũng được ha, như 2 công đất đó mình tính ra cỡ nhiều tấn tấn củ này. Nhậu chưa hết nữa, mới nhậu được có mấy lít, được 2 tấn mấy. Ủa, mấy lít 2 tấn mấy à? Mà mình tổng cộng mình được nhiều lít? Chưa, nhậu chưa hết nữa. Không, mình nói hết trơn là nhiều lít á, đặng nhân ra biết liền gì. Dạ, 20 lít. 20 lít, vậy là nhiều lắm rồi, 2 lít 2 tấn mấy là 20 mấy tấn. Đâu 30. Có, đâu có 2 lít đâu, 6 lít lận. Ờ, 6 lít, có tất cả 6 lít hả? Dạ. À, vậy là 6-7 tấn, 7-8 tấn gì đó. Cũng được ha con. Rồi 1 ký bán được nhiều? Ký ban lẻ được 10.000, còn ba ấy từ 2 ký trở lên rồi. Vậy lắm hả? À, vậy chúc cho may mắn con làm sẵn ra nhiều sản phẩm trúng hơn nữa ha con. Rồi chào con. À, khoai cao ngon quá ha cô. Dạ. Rồi khoai cao này mình mua về mình luộc ha, của nhà mình ha. Dạ em mua về em nấu. À, anh cả ơi. À, giỏi quá ha. Dạ. Cũng siêng lắm mới làm được chứ giờ. Dạ. À, có khoai lang nữa nè, rồi bán trứng vịt luôn đó hả? Dạ. À. Mình ngồi mình chăn. À, vậy hả? Cô cũng là một người chăn ha. Dạ. À, cô cũng vui vẻ quá nghe cô chú anh chị. Đó, gái không nào mà có xem này đó thì bấm vào đó đây Hà Tiên gặp. Dạ, dạ. Rồi, ok, rồi chúc cho cô mua may mắn đắc tiếp theo và gia đình hạnh phúc luôn ha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô. Rồi, vậy ha. Me vàng ngon quá đó con. Cái này me cũng dạ, tốt rồi. Ngon lắm. Đó, vàng khè luôn kìa. Mà cá nha. Cá nhiều nữa, cá nhiều nữa. Quay gì vậy trời? Quay giới thiệu đặng lưu niệm. Lưu niệm nữa mai mốt giới thiệu con cháu mình đó là lên đó là gặp bà. Chào cô, cải cô trồng hả cô? Trồng. À, đẹp quá ta, chạy cải xanh nhỏ nhỏ này nấu canh ha, ăn sống thì cũng ngon nè. Nhìn mà mình muốn thèm luôn nha. Dạ. Tại thích ăn cải xanh nó có hậu rồi nhớ chặt đó
cô tính giờ số hả? Rau rau là lạc tiên nè, ngon lắm nè. Này hái thiên nhiên luôn, không có ăn tốt mà ăn dễ ngủ nữa. Này chắc con bó 10 ngàn vậy á, của người ta gửi mà phải không? Vậy hả? Dạ. Vậy cũng được. Bạn gửi mà bạn chắc 10 ngàn hay gì đó. Đó cô trồng cải đó, nó gòi gòi này ngon quá nè, trồng lâu không cô? Trồng mấy cây đó. Cả tháng hả? Cả tháng hả? Trồng nhiều không? Trồng ít gì à? Ít rồi cũng vô mình ăn rồi dư mình bán luôn á. Dạ, chất lượng lắm. Chất lượng lắm, ăn này là dạ, tốt mà ít có bệnh nè. Dạ, ăn cái này không có bệnh. Dạ. Rau bẻ sẵn hết trơn rồi. Dạ. Nên nói sao mấy người ở trong sâu mà ít bệnh là tại người ta ít có ăn đồ ấy, ăn đồ mọc thiên nhiên với cá thiên nhiên không? Rồi chúc cho hai cô vui vẻ hạnh phúc tiếp theo ha. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn hai cô. Quá ngon quá nè cô chú. Quay giới thiệu sản phẩm cho coi bà con biết ở chợ gần Bến Xe Ốc Eo mình nè, có bán này kia gì đó. À cái này, này ngon quá nè. Con mặc bún xào nè, bún tương nè, không cho mặc mây. À ok quá. Ngon quá. Bún tương đó là mình làm bữa nay gặm tặng hả? Này chắc đồ chai không nè hả con? Dạ đồ chai. Ồ. Làm nhiều bọc tặng không con? Dạ, được được nhiều bọc. Được 300 bọc. Ba. Anh thấy không? Em mới cho bọc bún. À tới 300 bọc luôn hả? Nè nè con. Dạ cảm ơn chị. À. Rồi cái đó là mình ăn mình nấu mình cho luôn hả con? À cũng như giống như chị em giống như Mạnh Thường Quân với nhau để cho bà con ngày rằm tháng 7 ha. Cô này cũng tốt quá à. Cô chú hồi nãy mới thấy cho bọc bọc cho luôn, cổ không ăn cổ cho luôn á. Thấy tốt và nhiệt tình ha. Và chủ đầu hồi câu kia đưa là cho lại ổn bánh mì nè gì nè, rồi cũng như có qua có lại á. Rồi chúc cho cô vui vẻ và mua may mắn đắt tiếp, đặng có tiền đặng làm từ thiện giúp cho bà con tiếp theo hả cô? Yeah. Dạ chào cô. Quán chuối móp luôn, hủ qua luôn. Tàu hủ à, bánh tét luôn, nói chung bán bánh tét luôn. Ngay ngang chợ Bèo nè có cô bán bánh tét gói ngon lắm nè, có đi ngang đây ghé vô chợ này thì ủng hộ mua bánh tét cho cô. À có cô này bán đồ động nè, thôi mày. À có hạnh rồi rau bùn ngót này, nhãn lồng luôn này này nữa con, cút dồi, cái này của cô đi hái luôn hả con? Dạ đi hái bán. À đi hái bán luôn ha. Rồi sáng giờ mình bán được nhiều không con? Bán được có 5-6 ngàn một bó mới vậy đó. Không cũng như bán tổng cộng hết á, tổng cộng hết á là 70-80 ngàn nhất buổi. À vậy mà mình đi bất cũng cả buổi trời mới được quế lắm chung. Nói chung bà con ở thôn quê là vậy đó nghe cô chú, đi làm kiếm tiền thì nói chung bỏ sức lao động mình ra, mà những rau này là sạch lắm rồi, rau tươi mà ở trong đồng nè,
rồi mọc thiên nhiên đó, ăn là ít có bệnh tật đó. Con này cũng nói chung hai con này vui vẻ lắm nha cô chú. Rồi chúc cho hai cô có sức khỏe dồi dào và gia đình luôn hạnh phúc ha hai cô. Dạ, chào hai cô. Mẹ chồng bắp cũng hát kèm à, đây đó hả? Này này của cô chồng luôn ha. Vậy cái này tại mình chồng tự nhiên mình không có bổ phận đâu, tốt mà mấy rồi nó. Dạ đúng rồi, không bổ phận thì nghe mặn này không độc hại là ngon à. Thịt nó ngon lắm đó, mà món đậu thì chê nó xấu 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 ngon. Rồi vậy thôi ha cô. Rồi cảm ơn cô. Rồi máy bay. Nữa mai mốt có gặp cô á thì vào kênh đó đây Hà Tiên gặp. Bấm vô đó là thấy. Ngon quá. Này là phải lan chiên nha cô chú, phải lan chiên. Kìa cô bánh đang chiên kìa. Để mình qua bển mình quay luôn cho coi bánh chiên luôn nha. Đây bánh chiên nè. Sang anh. Hả? Sang anh. Lên đài làm gì khổ đó, kêu lên đài làm gì vậy? Giới thiệu đặng mai mốt bán đất bà con đi ngang chợ bèo nè, rõ là bà con mua phai chiên của cô. Dạ không cần ngồi đi mà này quay giới thiệu sản phẩm cho bà con, rồi có người bệnh thì quay riêng, bệnh với gặp khó khăn gì đó quay riêng này thì để quay hết này chút rảnh lại. Chốt trở lại lòng kêu lạc tiên này cô chú, rồi này rau một mồng tơi, rồi bên đây là cải xanh, đậu bắp, rồi đậu bắp sang anh á, dài quá dài đâu tám thắt luôn đó nha cô chú, quá trồng đẹp. Và cái này cô trồng nhà vậy cô? Trồng nhà đẹp quá ta, có kỹ thuật cao quá vậy, kỹ thuật trồng phân chuồng đó cao cấp luôn đó nha, ăn là bảo đảm an toàn luôn đó. An toàn thực phẩm đó, mà sống được thọ đó nha cô chú, ăn rau động mà chất lượng luôn. Đâu cô nhìn lên coi cô, đó thấy chưa, 70 mà còn trẻ kìa. Mình ở xa nhìn tới tưởng đâu mấy đứa cô gái trẻ không đó, tướng là mình dây thấy khỏe mà khỏe khoắn đó. Đi mà đi xa là cô đi cũng khỏe luôn đó. Mình đi ra này mình bán bằng vậy cô, xem ra hả? Còn lợn gì nhất dài quá. Cái này cân hả? Cân ký hả? Chớ này mua bó là người bán lỗ đó. Nó dài, nó nhiều, nó nặng ký. Dài nặng ký.
mai mốt trồng kỹ thuật dài hơn thớt nữa nha, trồng chiều dài hơn thớt luôn. Bánh ngon quá. Rồi mình sẽ tiếp theo ở đây có bánh hòa này. Rồi quậy trái cây. Nhà lồng nhỏ hả cô chú ơi, tại vì cái này là cái chợ cũng như bà con tự nhóm nè, mà cũng thấy vui vẻ, con tới chuyện rất vui vẻ nè cô chú. Gừng non nè, ăn ngon lắm gì hai ơi. Này già mình tắt nấu nước uống. Trời ơi, già làm nấu nước uống cho nó ấm bụng đó ha con. Dạ, dạ. À, cũng được quá. Gừng non thì mình ăn trực tiếp. Cảm ơn cô chú, anh chị và các cháu đã xem video này. Nếu thấy video này có ý nghĩa ở chợ ngang ốc eo đó, thì cô chú, các cháu ủng hộ bấm đăng ký để lưu video lại xem tiếp theo. Ấn cái chuông cho bà con ở đây có niềm vui, kênh có động lực sẽ quay những video có ý nghĩa tiếp theo. Cuối lời chúc cô chú, anh chị, các cháu luôn vui, khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hiếu thảo. Chào cô dì, chú bác và các cháu.